Sách trời ghi rõ tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, nữ mạng, được thần Phật chia chở, cát tinh cao chiếu, đội vận giàu sang, tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng nhất chật két trong năm Giáp Thìn 2024, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội vàng này. Hoan hỷ gửi lời chào thân thương đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý thính chủ tuổi Canh Thân thân mến, trong cuộc sống này thì ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có, đủ đầy, nhưng nhờ trời ban cho nhiều phước lành cho nên đã vượt qua được mọi khó khăn, gian khổ và tạo được cho mình nhiều cơ hội để đổi đời. Thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Và nếu như biết giữ vững tâm thế kiên cường trước mọi sóng gió thì tương lai ắt sẽ gặt hái được thành công và trở nên giàu có. Mới đây nhất, khi luận giải về tử vi của 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nữ mạng đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng, những người này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, vững trí, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ đều sẽ vượt qua. Và đặc biệt, bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý thính chủ tuổi Canh Thân, nữ mạng, biết đón nhận ba cơ hội vàng hiếm có này thì chắc chắn tài vận, sự nghiệp có sự thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ảo ảo đổ về như thác lũ, trúng số liên tiếp, giàu có khó ai sánh bằng, khiến cho quý bạn sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Vậy vận trình của quý thính chủ tuổi Canh Thân nữ mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát xua hung? Làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý thính chủ cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận khí hội tụ, được trời ban cho lộc lớn. Làm một hưởng 10, trúng số độc đắc, giàu có bất ngờ, tiền tỷ cầm tay, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội vàng này. Thông tin đặc trưng tính cách người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, nữ mạng. Canh Thân sinh năm 1980, hay còn gọi là thực quả chi hầu, thì ăn quả, nữ cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh. Năm sinh dương lịch từ 16 tháng 2 năm 1980 đến mùng 4 tháng 2 năm 1981, mạng thạch lựu mộc. Cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà thanh đế, cô quạnh, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Thiên can, canh, tương hợp, ất, tương hình, giáp, bính, địa chi, thân, tam hợp, thân tí thìn, tứ hành xung, dần thân tỵ hợi. Canh thân với nạp âm hành mộc, do can canh kim, ghép với chi, thân, kim, can và chi có cùng hành kim. Thuộc lứa tuổi có căn bản năng lực thực tài, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận đến trung vận. Canh thân có nhiều kim tính trong tuổi, khi kim vượng hay suy thiếu chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột, mũi dễ có vấn đề khi lớn tuổi nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Canh thân có đầy đủ hai tính chất của can canh, cứng rắn, sắc sảo, nhạy bén, độc đoán, thích tự lập, ít chịu khuất phục. Chi thân, gan dạ, ưa mạo hiểm, thông minh, năng động, cá tính, ngoan cường bất khuất, thiên bẩm lãnh đạo và chỉ huy. Có nhiều tài năng thường là nhà phát minh, nhà ngôn ngữ học, coi trọng danh dự, tính tình phóng khoáng rộng rãi, gan dạ, đa mưu túc trí. Tuổi Canh Thân có thiên can mang chữ canh, có các sao Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thái Âm và Tứ Hóa, với Thái Dương và Hóa Lộc. Với những người tuổi Canh Thân, nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn, thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi Canh Thân sau này. Còn nếu tự thân vận động, làm việc có tính cách độc lập, thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh và có tâm lành ý thiện, thì sự nghiệp ngày càng bền vững nhờ có phúc tinh thiên đồng hóa khoa. Làm việc ở môi trường có nhiều nam, thích hợp hơn người nữ, phụ nữ tuổi Canh Thân là người năng động, khó ngồi yên một nơi, lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay chân, lẫn đầu óc, nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học nhân văn, ngôn ngữ học, phát minh. Họ là người thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, nắm bắt cơ hội kịp thời và biết khai thác, rất dễ thành công trong sự nghiệp. Khuyết điểm chính của người Canh Thân đó là thiếu người thân tín hợp tác vì ít ai chịu đựng nổi tính tự hào, tự kiêu và nhiều tham vọng của người này. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng, đặc biệt họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy,
gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được, bởi tuổi Canh Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ tuổi Canh Thân năng động và đầy lôi cuốn, sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi nổi, hào hứng hơn nhờ vào sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý, đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi Canh Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Phụ nữ tuổi Canh Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang mà còn là cánh tay phải đắc lực, giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường, ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi Canh Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là thân phận nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi Canh Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế, họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự thân tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Những người này khéo léo trong công việc, thuyết phục người khác, vì vậy họ có thể trở thành những nhân viên tiếp thị, chăm sóc khách hàng, MC dẫn chương trình. Cô nàng tuổi Canh Thân không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà còn rất xinh đẹp, họ biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông bằng ngoại hình ưa nhìn, quyến rũ và rất tự nhiên, mọi người sẽ luôn phải trầm trồ ngước nhìn phong cách thời trang độc đáo, lạ mắt của cô nàng tuổi Canh Thân. Phụ nữ tuổi Canh Thân trong suốt cuộc đời tuy đôi lúc có gặp phải một chút khó khăn nhỏ, nhưng nhìn chung là đều tốt đẹp. Khi còn nhỏ đây là những người khá may mắn về cuộc sống lẫn tình cảm, được gia đình và cha mẹ thương yêu. Trưởng thành, họ gặp một chút khó khăn trong vấn đề công việc, nhưng do vận mạng tốt nên luôn có người giúp đỡ. Về già, nữ tuổi Canh Thân gia đạo êm đẹp, cuộc sống sung túc, đầy đủ. Sự nghiệp của nữ tuổi Canh Thân bắt đầu có bước phát triển và đi lên là sau thời điểm họ kết hôn, lập gia đình. Nhìn chung, con đường công danh của những người này trong suốt cuộc đời có nhiều biến động, nhưng kết quả cuối cùng lại khá mỹ mãn. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Canh Thân trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Canh Thân theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Canh gặp giáp bị khắc chế, điều kiện ngoại cảnh tác động bất lợi, phải nỗ lực hơn nhiều mới đạt được thành quả xứng đáng. Xét về địa chi, Thân gặp Thìn, lâm cục diện tam hợp, trong năm mưu sự gặp quý nhân nâng đỡ, hứa hẹn thành công rực rỡ, kinh doanh buôn bán được lộc, có thể hợp tác làm ăn, mở mang thêm để gia tăng tài sản, có nhiều nguồn thu khác nhau. Xét về ngũ hành, ngũ hành tương sinh thúc đẩy cát khí, giúp nữ mạng Canh Thân vừa ổn định về tâm lý, lại vững vàng hơn về ý chí, hạ quyết tâm khởi nghiệp, sẽ mang đến nhiều lợi ích khác, chứ không chỉ là tiền bạc. Với nữ mạng đang cầu con, ắt sở cầu như nguyện trong năm. Tiểu kết, tử vi năm 2024 nhận định nữ mạng Canh Thân có vận trình khá bình ổn trong năm, các phương diện tiến triển thuận lợi với bản mệnh, kế hoạch diễn ra trong tầm kiểm soát, đón những bước phát triển rõ ràng hơn, trong năm có thể mạnh dạn thực hiện dự định ấp ủ, sẽ có quý nhân giúp đỡ, nếu biết nắm bắt thời cơ thuộc về mình, tài lộc của bạn sẽ đẩy lên nhanh chóng. Thứ hai, xem tử vi Canh Thân, sinh năm 1980, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Canh Thân nữ mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu còn được gọi là sao Phúc Lộc, là một trong những sao thuộc nhóm Cửu Diệu Tinh, một loạt sao chiếu mệnh mà mỗi người trong đời đều phải trải qua. Sao Thủy Diệu có tính chất là sao vừa hung vừa cát, tuy nhiên cát nhiều hơn hung, vì vậy nó là sao chủ về tài lộc, hỷ hay còn được gọi là Phúc Lộc Tinh. Người có sao chiếu mệnh này thường có cơ hội thăng tiến trong công danh và sự nghiệp, cũng có sự dư giả về tiền bạc. Tuy nhiên, sao Thủy Diệu cũng có một số khía cạnh không lợi, đặc biệt đối với nữ giới, nó có thể mang đến những rủi ro liên quan đến sông suối và ao hồ, do đó cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp cận môi trường nước. Xét về ngũ hành, sao Thủy Diệu thuộc ngũ hành thủy, điều này khiến những người có mệnh mộc và kim khi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh sẽ có nhiều may mắn và suôn sẻ trong công việc. Tuy nhiên, nếu gia chủ là người mệnh hỏa, sao này có thể không mang lại lợi ích tốt nhất, do đó cần phải hóa giải để có một năm bình an. Tóm lại, sao Thủy Diệu là một sao với tính chất phức tạp, mang đến may mắn và cơ hội, nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và hóa giải khi gặp phải những khó khăn. Nó là sao tốt hợp cho người mệnh mộc và kim. Người tuổi Canh Thân mệnh thổ không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn được may mắn về tài lộc, đi làm ăn xa dễ thành công rực rỡ. Tuy nhiên, trong làm ăn buôn bán cần giao dịch rõ ràng, giữ lời nói cẩn thận để tránh tranh cãi và lời đồn thị phi. Sao Thủy Diệu tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh,
Trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, Huyền Vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai. Văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người, tang khóc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lần mà nguy. Năm 2024, tuổi Cách Thân nữ mệnh, được sao thủy tinh chiếu mệnh thì sẽ tìm được hướng đi mới trong con đường công danh, sự nghiệp, giúp mệnh chủ thăng tiến được trọng dụng, mọi người yêu mến. Những người có ý định khởi nghiệp sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong thời điểm này, mệnh chủ sẽ có nhiều cơ hội mới. Để tăng thêm nguồn thu nhập, có thể được tăng lương hoặc tìm được một công việc tay trái để sinh ra thêm tiền. Nếu đầu tư hoặc làm ăn ra thì sẽ kiếm được nhiều tiền và thành công hơn. Nếu được chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều niềm vui hạnh phúc, tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp. Nếu như còn độc thân, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ được vui vẻ, gia đạo bình an hạnh phúc. Tuy nhiên, trong năm đương số được sao thủy diệu chiếu mệnh là tốt, nhưng vẫn sẽ dễ gặp một số thị phi, rắc rối nhỏ khó tránh khỏi, như khẩu thiệt thị phi, mất đồ hao của, hạn sông nước. Do vậy, song song với thu tài vận, người được thủy tinh chiếu mệnh nên chú ý hành thiện tích đức, có như vậy công đức mới bền, bù lại các năm sao hạn tránh được tai ương. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng, tuổi Canh Thân, theo niên hạn là toán tận. Hạn toán tận là một trong 8 niên hạn chiếu mệnh hàng năm, lặp lại trong cuộc đời mỗi con người, theo một chu kỳ nhất định, ứng với các nhóm tuổi nhất định. Trong 8 niên hạn thì toán tận là đại hạn chủ về tiền bạc, tài sản, hạn này thường đến bất thình lình và ảnh hưởng nặng đối với nam. Viết về tính chất của hạn toán tận, trong dân gian vẫn lưu truyền 4 câu thơ lục bát sau. Toán tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, toán tận họa gợi tai bay, văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau. Như vậy, toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó, nếu những người phúc đức kém, vận số xấu, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sự bất thình lình ở đây có thể là bị mất tiền của, dễ xảy ra tình trạng bị cướp giật tài sản, khi đang di chuyển trên đường, nhẹ thì chỉ mất tiền của, nặng thì có thể gây ra tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng, hay hồn hạp làm ăn, dễ bị thua lỗ nặng, khiến công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nặng có thể mất trắng, lâm vào cảnh tán gia bại sản, dễ xảy ra những tai nạn bất ngờ, đặc biệt là đối với nam giới, đó có thể là tai nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc bị tai biến đột quỵ. Năm 2024, nữ mệnh tuổi Canh Thân gặp hạn này sẽ nhẹ hơn, nhưng cũng cần lưu tâm để ý đến sức khỏe nhiều hơn. Tiểu kết, các tinh thủy diệu xuất hiện mở ra nhiều cơ hội phát triển cho con giáp này, các mối nhân duyên tốt đẹp mang tới cho bạn những mối làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng tiến. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, trong năm còn cần chú ý hơn tới sức khỏe, đi lại cẩn thận kẻo vấp ngã, tai nạn xe cộ. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Canh Thân, nữ mạng. Sang năm Giáp Thìn, tuổi Canh Thân nữ mệnh gặp vận niên xà hãm tĩnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng. Biểu tượng này mang ý nghĩa bất lợi cho công việc, hành sự gặp trục trặc, thậm chí có thể phải bỏ cuộc giữa chừng, đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, phương diện tình cảm khá tốt đẹp, tình cảm vợ chồng, lứa đôi được cải thiện đáng kể, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Chính vì lẽ đó, hãy kiểm soát tốt những áp lực về công việc và chuyện tiền bạc để gia đình luôn được yên ấm. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Canh Thân, nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Canh Thân phạm tam tai năm thứ ba, nhưng đây là năm của sự hồi phục, công việc có mở mang thêm, ít gặp bất lợi khách quan. Kim lâu năm 2024. Tuổi Canh Thân không phạm kim lâu, có thể tiến hành đại sự trong năm như xây dựng nhà cửa, đứng ra lo liệu chuyện cưới hỏi cho người trong gia đình. Hoàng ốc năm 2024. Tuổi Canh Thân phạm hoàng ốc, không tốt khi tiến hành làm nhà, nếu vẫn muốn làm, có thể làm thủ tục mượn tuổi. Tiểu kết, vận trình trong năm tương đối bình ổn, có khởi sắc hơn năm cũ, tuy nhiên tuổi Cách Thân nữ mạng năm 2024 phạm hoàng ốc, không thích hợp để đứng ra lo liệu việc xây sửa nhà cửa, nếu vẫn muốn tiến hành, có thể làm thủ tục mượn tuổi để hóa giải xui xẻo. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Canh Thân, nữ mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, nữ mệnh tuổi Canh Thân là 45 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố. Về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm tương đối tốt đẹp hài hòa. Trong công việc, được quý nhân tam hợp thương trợ,
sự nghiệp có nhiều tiến triển khả quan, tài lộc no đủ, gia đạo cũng được sung túc, hứa hẹn có nhiều niềm vui đến với Canh Thân. Về mặt sự nghiệp, vừa được cục diện tam hợp nâng đỡ, lại thêm nhiều các tinh trợ mệnh, Canh Thân cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác quá trục trặc, khó khăn cản trở như trước. Với tính cách dịu dàng khéo léo và thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người đã vững chân trong xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, thể hiện tài năng, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho tập thể mà còn giúp bản mệnh thăng tiến nhanh chóng. Năm 2024 cũng thích hợp cho những ai có ý định đầu tư kinh doanh hoặc khởi nghiệp, người làm lãnh đạo quản lý cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cũng phát triển, hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới, cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của thương quan, đương số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp làm ăn mới. Tuy nhiên, có một vài thời điểm trong năm, chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài sản, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh nhé. Về mặt tài lộc, được chính tài cát thần tương trợ, lại có tam hợp thái tuế và thực thần chiếu mệnh, vận trình tài lộc của Canh Thân tươi sáng và hanh thông trong năm 2024 này. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đặc biệt, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ, và một khi công việc đã đi vào guồng thì sẽ tiến triển rất nhanh, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng, với tính cách cởi mở chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chạy vào túi đều đặn. Về phương diện tình cảm gia đạo, tử vi năm Giáp Thìn 2024 dự đoán tuổi Canh Thân nữ mạng nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, gia đạo hài hòa. Vợ chồng duy trì mối quan hệ cân bằng và hài hòa, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Người làm cha làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái dưới sự cổ vũ của bản mệnh. Con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Về mặt sức khỏe, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Thân nữ mạng lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ và hạn Tam Kheo. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Canh Thân, sinh năm 1980. Hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy. Thủy diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào những ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng.
thuộc hành kim, hoặc màu đen, màu xanh nước biển, thuộc hành thủy, để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy. Những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy, trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói. Mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không phải vướng rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc tài sản mà không dự tính trước được, để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hồn hạp góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở, làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Canh Thân, nữ mệnh trong năm 2024 này. Người nhân hậu luôn biểu hiện tấm lòng thơm thảo của họ, ở mọi lúc mọi nơi, họ bao dung độ lượng và mong muốn giúp đỡ người khác, những việc họ làm khiến thế giới mỗi ngày như trở nên tươi đẹp hơn. Những người lương thiện luôn mang bên mình nguồn năng lượng tích cực, khi thấy người gặp nạn, họ sẽ không ngại đứng lên giúp đỡ, người ta cứ bảo, làm điều tốt cho người khác, thì trước tiên, mình cũng phải có điều kiện thì mới làm được, nhưng đó là quan niệm sai lầm, bởi cứ làm cho tốt những gì trong phạm vi mình làm, thì bạn đã là người tử tế. Người tử tế thì chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho những người xung quanh mình, mà không cần phải cố gắng đi tìm việc tốt để làm, trên đời việc bạn luôn đúng, không quan trọng bằng việc bạn luôn tử tế. Có thể thấy, chúng ta bị mắc kẹt với mong muốn được công nhận là đúng và mong đợi mọi thứ sẽ hoàn hảo. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi theo thời gian, việc tìm ra rằng chúng ta đúng hay sai là những gì thực sự gây tổn thương. Tuy vậy, mong muốn được công nhận là đúng đắn không phải luôn bắt nguồn từ nhận thức chân chính, đặc biệt là khi cái giá phải trả đi kèm với sự thiếu tử tế, thiếu kiên nhẫn hay vô cảm. Người tử tế họ không lừa ai, nên họ cũng không bị ai lừa. Nếu thứ bị mất là của mình, thì trời sẽ mang nó về cho họ. Họ tin vào thiện ác, hữu báo và chỉ để tâm đến việc thiện, những gì phải chịu đựng ngày hôm nay, họ sẽ được bù đắp trong tương lai. Người xưa thường nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, sang hèn thọ yểu, vốn đã được an bài theo thiên mệnh, trên đầu ba thước có thần linh. Những việc làm của con người, thần đều ghi chép lại, đạo trời có luân có quả, thấu hiểu được đạo lý này, thì con người ắt sẽ sống trong hoan lạc yên vui. Sống thiện lương, khi thấm nhuần những điều đẹp nhất của sinh mệnh, dùng tâm cảm nhận chúng ta, sẽ lĩnh hội được các loại thiện lương khác nhau, làm ấm cho người, nhưng cũng làm thơm cho mình. Người thiện lương luôn sống đúng mực, tôn trọng đạo nghĩa, tin luật nhân quả và thiện ác hữu báo. Không ai có thể thoát khỏi vòng quay thiên ý, khi người khác gặp khó khăn, hoạn dung, khoan dung với người, cũng là dành cho mình một lối thoát. Nếu bạn muốn trở nên thú vị, hãy biết sống lạc quan. Nếu bạn muốn được hài lòng, hãy làm người khác hài lòng. Nếu bạn muốn được giúp đỡ, hãy luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, đừng bao giờ khiến người khác không có đường lui. Đời người danh vọng của cải đó thay đổi, nhưng lòng tốt thì không bao giờ mất, thiện lương giống như xương sống của mỗi người và là cội nguồn của vận may. Làm điều tốt, chúng ta luôn sống ngẩng cao đầu, mà không phải hổ thẹn với trời đất, phúc khí sẽ tự nhiên đến, cuộc sống an nhàn không có nhiều vướng bận lo âu. Khiêm nhường là việc nên làm, hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau. Sống ở đời cũng không phải nhọc sức tranh giành hơn thua với người khác, bởi vì nhường nhịn không phải là yếu hèn, thiện lương không phải là dại dột. Trong tình nghĩa không phải vì quá câu nệ, mà là vì muốn có những khoảnh khắc tuyệt đẹp bên những người mà bạn của mình. Không nỡ từ bỏ duyên phận và tình bạn bè tốt đẹp này, không nên che giấu tình cảm trong trái tim mình. Trong Thượng Thư, Chu Thành Vương khuyên bảo quân rằng, tất hữu nhẫn, kỳ nãi hữu tệ, hữu dung đức nãi dại, tạm dịch, nhất định phải nhẫn nhịn mới có thể thành công,
có thể khoan dung với người thì đạo đức tu dưỡng mới nâng cao lên. Nhẫn là một loại cảnh giới đạt được khi chúng ta không ngừng buông bỏ cái nhẫn của Phật giáo, cái nhẫn của đạo gia, vì chân lý mà có thể buông xả hết thảy mọi thứ trên thế gian, thậm chí xả thân vì đạo, tâm đại nhẫn, tựa như kim cương bất động, vững như thạch bàn. Tu dưỡng là chỉ phẩm chất, đạo đức, trí chất và sự lĩnh ngộ đối với sinh mệnh của một người, nó là một loại trình độ, đòi hỏi con người phải trải qua một thời gian rèn luyện và bồi dưỡng lâu dài mới đạt được. Một người có tư dưỡng hay không, phải căn cứ vào địa vị, tiền bạc và dung mạo mà đánh giá được. Chúng ta thường nghe câu, thượng thiện nhược thủy, ý nói, thiện cao nhất là nước. Một người muốn giữ được bản thân, giống như đặc tính cao đẹp của nước, thì trước hết phải chân thật. Bản tính chân thật là kho báu trời sinh của mỗi người. Một người có bản tính chân thật, tấm lòng chân thành, thì khi đối xử với người nhà, sẽ đạt đến mức chí thân, chí hiếu, chí tình, chí thâm. Thân nhất, hiếu thảo nhất, yêu thương nhất và sâu sắc nhất. Còn khi đối với bạn bè, họ sẽ không có tính toán mưu mô mà luôn trong sáng vô tư và hết lòng. Đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung rộng lượng, không so đo thiệt hơn. Nếu bạn muốn thành công trong thiên hạ, bạn phải chăm chỉ tu dưỡng lòng tốt, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phước đức. Tất cả phúc phận của con người là do quá trình tu dưỡng mà thành. Người tự tế sẽ có phúc khí, trời xanh khắc có an bài tốt nhất. Trong thế giới này, cán cân công lý của vũ trụ công bằng, thiện ác đều có phân ranh giới tuyến, và cái ác chưa bao giờ thắng cái thiện. Tất cả những người làm việc thiện cuối cùng sẽ có phúc báo, bởi vì vạn vật trong vũ trụ tồn tại đều có nhân có quả. Vậy nên, hãy luôn là một người sống tử tế và bao dung hơn trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.